FB88, nhà cái đến từ châu Âu, uy tín hàng đầu Việt Nam. Mở cược cho tất cả các giải đấu của các bộ môn thể thao như là bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, các bộ môn thể thao điện tử eSports, các loại cược đa dạng. Tỷ lệ cược hấp dẫn, nạp và rút tiền về tài khoản ngân hàng chỉ trong 5 và 10 phút. Nhà cái duy nhất hợp pháp xuất hiện trên nhiều tỉnh thành lớn: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ. Tổ chức và đồng hành cùng các thành viên FB88 trong các sự kiện thể thao hàng đầu. Vâng, chào tất cả mọi người, và bây giờ mình sẽ nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Arsenal và Sunderland. Đó là trận đấu thuộc tứ kết Carabao Cup và sẽ được diễn ra vào lúc 2:45 ngày 19 tháng 12. Và ở trận đấu này, Arsenal sẽ tiếp đón Sunderland trên sân nhà. Và theo mức tỷ lệ kèo của trận đấu này thì Arsenal sẽ chấp Sunderland với mức kèo hai trái, mức kèo ấy hạ xuống 1.75, hạ xuống được 1.5. Mức tài xỉu trận đấu này là 3.25, 3 trái và 3.5 tùy theo cảm biến động. Thì trước khi đi vào nhận định của các bạn, cho mình xin một like video sau đây kìa nhé. Thì 5 lần chạm trán gần nhất của Arsenal và Sunderland, Arsenal thắng 4 và thua 1 trước Sunderland. 5 trận thi đấu gần nhất của Arsenal thì họ thắng 3 và hòa 2. 5 trận thi đấu gần nhất của Sunderland thì họ thắng 3, hòa 1 và thua 1. Và ở trận đấu này với mức kèo thế này thì mình khuyên các bạn nên ưu tiên đi cửa đội chủ nhà Arsenal trong trận này. Mặc dù cái mức kèo chấp cũng khá là cao, nhưng mà xét về thực lực hiện tại thì Arsenal vẫn đang được đánh giá là nhỉnh hơn Sunderland về mọi mặt. Thứ hai, trận đấu này Arsenal có điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba, xét về phong độ của cái thành tích ở đầu thì Arsenal vẫn đang khá là vượt trội hơn. Với lại là mình thấy là cái phong độ ghi bàn của Arsenal ở thời gian này cũng khá là tốt. Và gặp cái đối thủ ở hạng dưới là Sunderland thì mình nghĩ với lợi thế sân nhà nó, thì với thực lực hiện tại của Arsenal thì vượt qua được Sunderland với cách biệt là từ 2 bàn trở lên cũng không phải gọi là quá khó đâu. Nếu như chấp 2 bàn các bạn không yên tâm thì các bạn đừng nên vào vội, mà các bạn canh cho kèo hạ để các bạn hạ vào, tại vì Sunderland mặc dù đang chơi ở hạng dưới nhưng mà cũng khó nhai lắm. Bạn nào tin tưởng như sao kèo thì các bạn nên đá Arsenal chấp 1.75, thậm chí là 1.5 thì hạ vào. Mức tài xỉu cho đó này là 3.25, 3 trái và 3.5. Thì những lần chạm trán đấu hai đội thì cũng không nhiều thắng được ghi. Mặc dù là Arsenal yếu hơn nhưng mà cũng không phải gọi là thủ dễ nhai đâu. Mình dự đoán trận đấu này sẽ có tỷ số là 2-0 hoặc là 3-0 như vậy cho Arsenal mà thôi. Cho nên các bạn hãy là ưu tiên đi cửa xỉu 3.25 hoặc là 3.5 trong này. Mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0.75, tài xỉu là 1.25. Hiệp 1 các bạn hãy là đá Arsenal và bạn đá xỉu 1.25. Ưu tiên đánh xỉu hiệp 1 trận đấu này cũng khá là sáng cửa. Và tấm bài trận đấu khuyên các bạn chọn Arsenal đá xỉu hiệp 1 cũng vậy. Và xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo nha.